Cái số cách 10 cây này, số vòng xuyến cái được 10 cây. Nó cũng sắp hết đất Sơn La và đất thành phố. Thành phố là nào? Ô, quá xa. Đường vòng xuyến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Biết hôn thành phố vậy hả? Tại Hà Nội nói mà thừa quá. Đi tại Hà Nội ấy. Chứ Hà Nội nữa. Tôi báo cáo cơ xuyên Hà Cơ Việt Nam đấy à. Để tao cái tẩy Hà Nội bên này quay là muốn đi. Tặng thôi. Tặng thôi à. Thì họ mới hơn không? Chị xe bó phải ịn bó phải để thằng ngu là có phẩu em thẩu cái chút thôi. Đó, phải làm tí, phải ịn mấy rồi, phải tái, phải quán đơn đi, quán đơn mấy rồi. Đây là mấy đường đôi đấy nè, có mấy cho mấy hoa phẩm xuyến rồi không? Bữa nào mà ra, ông bắn tài khoản rồi. Vâng, được rồi, đi trên này mua. Chả thấy gì. Cái chó mơ khẩn phú mơ á là ông mơ là chấm có phải thế ná. Không thấy như này chả có mà bán như này. Lối ấy đi. Dịch vụ không mong muốn đi đi. Nó phải súng loa anh hiện và cái nó thì vẫn hiện tầm thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trong này thì cà phê cà pháo mà không có chỗ để xe luôn. Ông mới cùng mới đèo kinh hết hết đèo nhá. Trên ở. Giang bón muôn sang em thảo đấy hả? Bà kéo ăn cái súng chúng chúng á chúng chúng á. Đi chưa nào đẹp đẹp đấy, cái bài tép cái gà đấy ngà. Mang quả lá này kẻ này. Dạ. Kẻ này cái kiểu đấy. Cái kiểu cái đi thế. Hết 100.000 à, hết cứt rồi mẹ, lấy hẳn mẹ 200.000. Đây là dòng xuyến ở đường sơn. Đi đâu, lấy là bỏ xuyến thì biết rồi nè. Đi là bón là hóa ba 100 cây, cứ số má bán là nghỉ cây là phải đâu, tính cây phải. Mưa cây với mưa đẹp viên này. Nghỉ cây không có đẹp viên đâu. Còn giá phải xếp hết cây, ca hỉ hoặc cuộn giá 81 cây. Đây là khói ơ mưa khói có đi mong không? Bỏ xuyến này. Đúng là khổ, biết đâu chắc phải tập đoài chi. Không vội được đâu, Hà Nội không vội được, có việc gì gì gì. Đẹp quá. Đẹp đẹp. Cắt ra an toàn mấy đâu hả? Đến chưa đây, phải đến ngủ đây này. Anh trả dính đây 900 đây. Cả người ngồi đằng sau thay ra an toàn đấy. Này phạt ở đây này, phạt ở đây này. Em biết bao nhiêu? Đây này là từ... Đấy anh mất chỗ này 900 đây. Ăn các cái hạ hốc phi đó. Mình đi xe máy thì mình đi đứng xa làn đường ấy. Ờ, làn đường. Đứng xa làn đường thì bảo là dừng đèn đỏ. Mình đèn đỏ mình không để ý. Xong rồi các bảo mình dừng xa làn đường ấy. Thế nào phạt. Trên này bán tốc độ đấy nhá. Mà xe máy ô tô vừa đi lên nhanh vọt phát trên này nó bán tốc độ không? Rồi bán ở đây đi rồi.